Đổi phông nền cho hình ảnh là thủ thuật nổi bật tuần qua. Thủ thuật giúp cắt và ghép phông nền cho hình ảnh một cách dễ dàng. Bạn muốn ghép ảnh của mình vào một khung cảnh mới đẹp mắt hoặc lãng mạn hơn nhưng không biết phải làm sao. Thông thường để thay đổi phông nền cho một hình ảnh, bạn cần nhờ đến những phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp. Cắt đối tượng ra khỏi nền của hình ảnh, sau đó ghép đối tượng đó vào phông nền mới. Tuy nhiên, với ứng dụng miễn phí dưới đây, mọi chuyện đều được thực hiện một cách tự động và rất nhanh chóng. Teleport, Auto Background trên gọi tắt là Teleport, là ứng dụng xử lý ảnh miễn phí cho phép tự động nhận diện đối tượng có trong hình ảnh, sau đó cắt đối tượng ra khỏi hình ảnh gốc và ghép đối tượng đó vào một nền mới. Người dùng có thể chọn sẵn các hình nền do ứng dụng cung cấp hoặc lựa chọn hình nền của riêng mình để có thể tạo ra những bức ảnh độc đáo và thú vị. Với người dùng Android, download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây, tương thích Android 44 trở lên, xem hướng dẫn cách dùng ứng dụng đã được dân trí giới thiệu tại đây. Ứng dụng lịch thi đấu thông minh Copa America 2019 dành cho các tín đồ bóng đá. Copa America năm nay được tổ chức tại Brazil, kéo dài 15/6 đến ngày 7 tháng 7, quy tụ 12 đội bóng chia ra thành 3 bảng đấu. Đáng chú ý bên cạnh các đội bóng của Nam Mỹ thì năm nay, giải đấu có thêm 2 đội bóng khách mời, đó là Qatar, chủ nhà World Cup 2022, và đội bóng đến từ châu Á Nhật Bản. Với tư cách là đội chủ nhà, Brazil được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, dù ngôi sao sáng nhất của đội bóng là Neymar lại gặp chấn thương trước thềm giải đấu. Điều này có lẽ vẫn không ảnh hưởng quá nhiều khi Brazil vẫn sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá khác. Trong khi đó, Messi cùng các đồng đội cũng đang rất muốn lên ngôi vô địch giải đấu để Messi đạt được danh hiệu vô địch đầu tiên với đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh anh đã có rất nhiều danh hiệu ở cấp câu lạc bộ. Nếu là tín đồ của túc cầu giáo hẳn sẽ không thể bỏ qua giải đấu này, nhưng làm sao để có thể cập nhật lịch thi đấu cũng như kết quả, xếp hạng, các đội lọt vòng đấu loại trực tiếp một cách nhanh chóng và tự động mà không cần phải tính toán bằng tay? Bộ lịch thi đấu Copa America 2019 thông minh dưới đây sẽ là một công cụ mà bạn không nên bỏ qua trong mùa bóng đá này. Với người dùng Android, download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây, tương thích Android 42 trở lên. Người dùng iOS download ứng dụng miễn phí tại đây, tương thích iOS 10.0 trở lên, xem hướng dẫn cách dùng ứng dụng đã được dân trí giới thiệu tại đây. Những sai lầm của người dùng khiến iPhone nhanh hỏng hơn. Kéo dài tuổi thọ và thời gian sử dụng của smartphone, đặc biệt với các mẫu smartphone đắt tiền như iPhone, là điều mà nhiều người mong muốn. Tuy nhiên, dù bạn bảo quản và sử dụng chiếc điện thoại của mình cẩn thận đến đâu, nhưng những sai lầm ngay trong cách sử dụng điện thoại cũng sẽ làm ảnh hưởng và rút ngắn tuổi thọ của sản phẩm. Bài viết được dân trí giới thiệu tại đây sẽ lưu ý đến bạn những sai lầm trong cách sử dụng iPhone có thể khiến chiếc smartphone này nhanh bị hỏng hóc hơn, và từ đó rút ra cho mình những bài học riêng để sử dụng iPhone hiệu quả và hợp lý hơn. Những lưu ý để điều hòa không bị hư hỏng trong mùa nóng. Cả nước đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm với những nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C. Điều hòa nhiệt độ là giải pháp hàng đầu được nhiều người lựa chọn để giúp hạ nhiệt trong thời tiết nóng bức này. Tuy nhiên, trời càng nóng càng khiến điều hòa phải hoạt động hết công suất. Điều này khiến cho điều hòa dễ dẫn đến hư hỏng, và việc không có điều hòa để sử dụng trong tiết trời nóng bức này thực sự là một cơn ác mộng. Bài viết được dân trí giới thiệu tại đây sẽ cung cấp đến bạn một vài lưu ý để tránh không làm cho điều hòa bị hư hỏng trong mùa nắng nóng, giúp bạn có thể vượt qua những đợt nắng nóng cao điểm với kẻ hầu cận điều hòa. Phạm Thế Quang Huy